nó đi dám mà mong kem gì giật nó sợ nè, cởi ra này, nhớ là chạy xin một trái. Ê, em cắt hết đâu, em lấy bao nhiêu thì không cắt lấy nhiêu. Sao mà kỳ thiệt quý. Để mình quay video kêu đừng nói chuyện, nói luôn đi rồi tắt tiếng nói cho đã. Thế nghĩ sao mà cứ quay video mà im nghe ai mà coi được trời. Không thấy người ta nói chuyện ra là nó sao ồ cái này sao sao sao. Nghĩa cái gì, cứ thú gì. Ôi lập lập cái này cái gì vậy?